Rồi, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục test một em lọc xì rất là VIP để gửi đến cho em anh khách ở dưới Cẩm Giàng, Hải Dương nhé. Anh đã chốt và chuyển khoản đủ cho bên em. Máy thì trong tình trạng là rất là đẹp. Em này thì cũng không phải giới thiệu quá nhiều đến với anh em chơi audio, đặc biệt là chơi lọc xì. Đã, rất là VIP của thương hiệu ADC, với phân khúc cao cấp và cũng là một trong những em đầu bảng của dòng ADC, cũng như là một trong những đối thủ rất là mạnh của thương hiệu Victor. Em này thì sở hữu một chất âm rất là mạnh mẽ, sạch, và có điểm lợi thế là có một cái đèn nước rất là lớn cộng với hai volume to nhỏ của từng kênh đó, anh em chú ý nhé. Có để cho anh em có thể ghép cục bao rất là tốt với giải đèn nước khá là lớn. Và điều đặc biệt nữa đó chính là một hệ thống chỉnh cơ. Với hệ thống chỉnh cơ này thì đặc biệt là khu vực phía Bắc thì lại rất là thích chỉnh cơ, vì chỉnh cơ nó đơn giản và không phải lưu, không phải nhớ. Đó chính là một cái tính năng nổi trội hơn các em ADC mà dùng phím điện tử, hoặc là các cái model khác của các thương hiệu khác dùng bàn phím điện tử, đó là phím bấm á. Em này thì nội thất thì cũng rất là gấu. Nếu như anh em nào cần ảnh nội thất thì có thể liên hệ với bên em, vì bên em vẫn đang có sẵn hàng mã này nhá. Và bên em đang có sẵn một em nữa và đang trên đường về tiếp tục hai em nữa để cho anh em chơi. Từ tới thì em lại tiếp tục về Samsung SE9 với số lượng vài em, cộng với ADC có hai em nữa. Đấy, còn Y7 thì em cũng sắp cập bến anh em nhé. Em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với em. Còn em ADC 412X này thì bên em đang bán ra với giá là 11.500.000, hàng đẹp keng nhá. Còn nếu mà hàng cấn móp sứt sẹo thì có giá nó sẽ thấp hơn. Đấy, và tất cả hàng của bên em thì đều qua đấu giá trên Yahoo của Nhật nhá, nên là về bằng đường bay, nên là giá cước vận chuyển nó có cao đôi chút, nhưng đổi lại thì hàng không có gì mà phải bàn cãi về độ đẹp lẫn như là chất lượng cả. Đấy, anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại em đã để trên phần video ở trên màn hình. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào đăng ký kênh ở màu đỏ phía dưới để ủng hộ kênh bên em, cũng như là được cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em. Em này thì chạy đa cầu điện và em đã chuyển điện sẵn cho anh khách là sang 220V đến 240V. Và số series thì em cũng đã thống nhất qua với anh, đó chính là 3542. Còn đây là hệ thống phía sau thì anh em có thể kết nối đường in là đường vào, out thì anh em chuyển xuống âm ni nhé. Máy này là sản xuất tại Nhật. Đấy, hình thức thì rất là đẹp, đẹp tổng thể từ trong ra ngoài luôn. Em đã gửi ảnh nội thất cho anh ấy rồi nên em sẽ không mở lắp nữa. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu sử dụng các em lọc xì VIP này nhá thì hãy liên hệ với bên em, vì bên em chuyên săn tìm những em lọc VIP đẹp cáu cạnh để gửi đến cho anh em. Đấy, với phân khúc chung khá và cao cấp nhá. Đấy, từ tới thì em có về một số mã lọc khoảng loanh quanh nó khoảng 3-4 triệu. Đó, anh em nào mà quan tâm thì có thể lại theo dõi kênh của bên em để bên em cập nhật lên để có thể lựa chọn cho mình một số các sản phẩm lọc với phân khúc 3-4 triệu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Chào nhé.